dọc trên đường đi vào rừng mình thấy có vô rừng nè các chị, ven ven đường luôn, nó vô rừng nhỏ nhỏ này. Hi, xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ vô rừng mình hái blueberry. Thì phía sau lưng của mình đây là một rừng blueberry á. Thì bây giờ mình sẽ vô mình hái, mình nếm thử có cái vị nó như thế nào nhé. Đó, nguyên một cái rừng này luôn. Nguyên một khu rừng này là toàn là blueberry. Blueberry á. Có nhiều blueberry lắm các chị. Nè. Bây giờ mình sẽ hái mình ăn thử ha. Nó có vị hơi chua chua. Nó chưa chín. Khoảng chừng nửa tháng tháng nữa, còn cuối tháng 7 còn tháng 8 á mình mới chín, nhưng mà chua chua và ngọt, khá là ngon. Nào, đây nè, blueberry. Này là blueberry ở trong rừng á anh chị. Tiếng Anh nó gọi là blueberry, mà thụy điển nó gọi là blueberry. Thì nó chưa có tới mùa rồi, nó khoảng gần tới cuối mùa hè, mùa thu thì nó mới nhiều. Quá trời luôn. Thì blueberry này nó mọc ở trong rừng rất là nhiều. Nghe người dân ta nói gấu ở trong rừng nó sẽ ăn những cái quả blueberry như thế này. Và tới mùa blueberry thì nhiều người dân ở biển họ sẽ vào trong rừng để mà họ hái blueberry. Họ xay ra họ làm sinh tố hoặc là bán. Ăn thử. Nó có vị chua chua ngọt ngọt.
nhiều mà. Blueberry. Quả này nó chưa chín nè. Khoảng tháng nữa thì blueberry này nó sẽ ngọt và chín nhiều. Cả tầm tháng 8 á. Lá lên nhiều. Đây là các anh chị, trời quá trời luôn. Hai hồ ăn luôn. Cái này lắm. Thì ở bên thị điển khi mà người ta đi xúc lô be, người ta sẽ dùng một cái công cụ xúc như thế này. Để xúc như này. Đây sẽ vô trong cái đồ xúc này. Đây là các chị. Nhiều. Thì vào cái mùa lô be nè, gấu á, người ta sẽ rất là dễ gặp gấu, thì gấu nó sẽ đi ăn blueberry này á, ở trong rừng á, nó ăn thiệt là nhiều và no, rồi sau đó nó sẽ ngủ đông rừng luôn anh chị. Blueberry. Nãy giờ mình xúc được có như đây các chị. Ngày chắc xúc về ăn chơi thôi. Nó chưa tới cái mùa nó rộ lên á, nó vẫn còn nhiều cái quả xanh lắm. Khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 hoặc là ngày 5 ngày 10 tháng 8 gì đó, lúc đó là bắt đầu mùa thu á. Cái blueberry bắt đầu nó chín rộ ra. Rất là nhiều. Và người ta là chủ yếu là người ta dùng cái xúc này mà ta cứ thế là xúc thôi. Thì ở trong rừng á, nó ngoài cái blueberry ra thì nó còn có quả lincoln màu đỏ vậy và halloween nữa, nhưng mà ở khu rừng này á, mình không thấy có lincoln và halloween thì dọc trên đường đi mình thấy, nhưng mà nó chưa có thực sự, nó chưa có chưa có quả, nó chưa chín, nó còn nhỏ xíu. Thì đối với quả blueberry này á, người ta xúc người ta bán á, mà dân người ta mua vô á, mà nhiều á thì thông thường người ta sẽ mua lại là khoảng tầm từ 20 cho đến 25 kruno, tính là tiền Việt Nam là khoảng tầm 60-70 ngàn đồng Việt Nam á một ký.
nhưng mà khi mà họ bán ra ngoài á thì một ký nó khoảng tầm từ 100 cho đến khoảng 140.000 đồng Việt Nam, tức là tầm khoảng từ 40 cho đến 50 Bruno thì Thụy Điển. Nếu thấy video này hay thì các anh chị hãy bấm like và bấm đăng ký. Hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các anh chị.